Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề shopping. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng thích shopping đúng không nào? Rồi, và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học về nghe. Chúng ta sẽ nghe một đoạn video mà anh Bob, anh muốn bán một cái thứ gì đó cho anh Paul. Và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi đúng không nào? Do đó các bạn sẽ mở sách của mình ra trang số 106. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, what does Bob want to sell? Bob muốn bán cái gì? Why does Bob want to sell it? And number 3, the price does Bob want, what price does Bob want to sell his camera at? But do you think $223 for the camera is a good deal to Paul? But what does Paul say about Marie? Ok, chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi đó được không nào? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn hội thoại nha. Chúng ta cùng xem đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi. Hey, here comes Bob. Yeah, he wants to sell me his digital camera. Hi, how was dinner? Great. What do you have there? The best digital camera money can buy. Paul, that's the same camera you look... Why are you selling it? I have two. Cheryl gave me another one for my birthday. It's not bad. How much do you want? $250. Wow, that's a great... That's more than I want to pay. But that's less than... I can give you $200 for it. No, I need at least $245. Sorry, all I have is $210. There's an ATM, right? I could go as low as $230, but that's it. Sorry. Thanks anyway. All right. I'll sell it to somebody else. What are you doing? You almost bought that camera yesterday for $300. You don't know how to bargain, do you? Bargain? Of course I know how to bargain. You don't know how to bargain. You could buy that camera for $230, but now it's gone. All right. You can have it for $225. $220. $224. $221. $223. $222. Not a dollar more. I'm not selling this for less than $223. Here. Here's $1. Now you both get what you want. It's a deal. I'll get some money from the ATM. Great! You said I don't know how to bargain. Chúng ta rất là tham ăn đúng nào. Ok, thế nên là người anh mới béo như thế. Và anh chàng Paul cũng rất là hay, anh ta rất hiểu tâm lý của anh Bob. Ok. Còn cô nàng Mary thì chỉ lo là anh chàng Paul lại không mua được máy ảnh thôi, thế nên là cô rất là sốt sắng đúng không? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời 5 câu hỏi của chúng ta nhé. Rồi, chúng ta sẽ nghe lại và Hannah sẽ để cho các bạn nhìn đáp án. Ok. Rồi, chúng ta cùng xem nào. Hey, here comes Bob. Yeah, he wants to sell me his digital camera. Hi, how was dinner? Great. What do you have there? The best digital camera money can buy. Paul, that's the same camera you look... Why are you selling it? I have two. Cheryl gave me another one for my birthday. It's not bad.
How much do you want? $250. Wow, that's a great... That's more than I want to pay. But that's less than... I can give you $200 for it. No, I need at least $245. Sorry, all I have is $210. There's an ATM, right? I could go as low as $230, but that's it. Sorry. Thanks anyway. All right. I'll sell it to somebody else. What are you doing? You almost bought that camera yesterday for $300. You don't know how to bargain, do you? Bargain? Of course I know how to bargain. You don't know how to bargain. You could buy that camera for $230, but now it's gone. All right. You can have it for $225. $220. $224. $221. $223. $222. Not a dollar more. I'm not selling this for less than $223. Here. Here's $1. Now you both get what you want. It's a deal. I'll get some money from the ATM. Great! You said I don't know how to bargain. Có hết câu trả lời chưa nào? Rất là dễ đúng không? Rồi, câu trả lời của chúng ta đầu tiên đó là tại sao anh chàng Bob muốn bán cái gì đúng không nào? Và anh ấy muốn bán một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Chúng ta có từ digital số camera, máy ảnh kỹ thuật số. Và tiếp theo đó là tại sao Bob lại muốn bán cái đó? Vì là Cheryl, tức là bạn gái của anh ấy, đã tặng cho anh ấy thêm một chiếc máy ảnh nữa. Như vậy là anh ta đã có hai chiếc máy ảnh. He has two cameras, okay? Rồi, tiếp theo đó là two cameras. Tiếp theo đó là thế thì cái giá mà anh Bob muốn bán cái máy ảnh đó là bao nhiêu? Thì anh nói rằng là $250, đúng không nào? $250. Và sau đó thì hai người rằng co lại thì hai người đã ok ở mức giá là $223, đúng không nào? Và anh Paul thì cảm thấy rất là vui. Rồi và tiếp câu số do đó câu trả lời cho câu số 4 đó là yes it is. Paul thinks that the camera is a good $223 for the camera is a good deal. Chúng ta có từ good deal, đó là cái thỏa thuận. Good deal là những cái gì mà hai bên đạt được thì đấy chúng ta gọi là good deal. Và câu số 5 đó là what does Paul say about Marie? Thì Paul nói như thế nào về Marie? Đó là anh đã nói là Marie doesn't know how to bargain. Marie không biết mặc cả như thế nào, đúng không nào? Ok, rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đoạn hội thoại nhé. Hana sẽ đọc đoạn hội thoại, chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn hội thoại trước đã được không nào? Và sau đó thì Hana sẽ đọc đoạn hội thoại và các bạn chú ý về phần phát âm của đoạn hội thoại. Và sau bài học này các bạn sẽ phải luyện thật là nhuần nhuyễn đoạn hội thoại này để đến buổi số 3, ngày số 3 của Unit 6 chúng ta sẽ cùng nhau role play, ok? Rồi, tiếp nào. Hey, here comes Bob. À, Bob đến đây rồi. Here comes Bob. Chúng ta có thể học thuộc luôn câu cụm này đi, được không nào? Here comes Hannah. Hannah đến đây rồi. Ok, here comes pizza. À, pizza đến đây rồi. Yeah, he wants to sell me his digital camera. Camera. Sell somebody something là bán cho ai đó cái gì. Tương tự như thế, chúng ta cũng có buy somebody something, mua cho ai đó cái gì. He wants to sell me a digital camera. His digital camera. Anh ta muốn bán cho tớ một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Hey, how was dinner? Chúng ta đã học cấu trúc how cộng với lại một cái gì đó, cộng to be, cộng với một danh từ nào đó để hỏi về tính chất của cái đó, đúng không nào? Như vậy, how was dinner? Là bữa tối như thế nào? How was dinner? Great. Nhớ là từ này chúng ta sẽ đọc là great, chứ không phải là great nha. Great.
What do you have there? Cậu có cái gì đó? What do you have there? The best digital camera money can buy. À, cái máy ảnh kỹ thuật số tốt nhất. The best mà tiền có thể mua được. Khi mà chúng ta muốn nói một cái gì đó rất là tốt, chúng ta có thể thay thế cái cụm từ như thế này. The best cái gì đó money can buy. Ví dụ là the best mouse money can buy. Ok. Tiếp. What? That's the same camera you looked. Marie mới nói rằng là đấy chính là chiếc máy ảnh mà giống với lại cái chiếc máy ảnh mà cậu đã nhìn, tức là cậu đã thăm ở cái quán nào đó rồi. Thì anh Paul anh chặn luôn cô Marie, không cho cô trả lời đúng không nào, không cho cô tiếp tục nói nữa. Rồi anh Paul nói rằng là why are you selling it? Thế tại sao cậu lại muốn bán cái máy ảnh đó? I have two. Tôi có hai chiếc. Cheryl gave me another one for my birthday. Cheryl đã tặng tớ một chiếc cho ngày sinh nhật của tớ. It's not too bad. Tức là chiếc máy ảnh đó nhìn không tệ lắm. How much do you want? Thế cậu muốn bao nhiêu tiền? How much do you want? $250. Nhớ là phải có S nhé. $250. $250. Wow. That's great. Thì Marie nghĩ rằng là trời ơi, $250 thì chắc chắn là cái giá đấy quá tuyệt vời so với lại cái máy ảnh mà cũng tương tự như thế anh Paul đã nhìn ở một cửa hàng nào đó rồi đúng không nào? Nhưng mà sau đó thì anh Paul anh lại chặn luôn cô Marie. That's more than I want to pay. À, đó nhiều hơn, more than I want to pay. Số tiền đó nhiều hơn số tiền mà tôi muốn trả cậu. But that's less than. Nhưng mà cô Marie lại chen vào. Nhưng mà rõ ràng less là ít hơn. Nhưng rõ ràng đó nó số tiền đó ít hơn cái số tiền. Ý cô nói như thế. Ít hơn cái số tiền mà đáng lẽ cơ ra cậu phải trả khi mà cậu đi cậu nhìn thấy cái máy ảnh đó ở một cái hiệu kia. I give you $200 for it. À, tớ chỉ có thể đưa cho cậu, trả cho cậu $200 thôi. Thì anh Bob anh mới nói rằng là no, I need at least 245. Không, tớ cần ít nhất là $245 cờ. Đấy, tức là anh ấy chỉ có thể giảm cho anh Paul được là $5 thôi đúng không nào? Ok, tiếp anh Paul mới nói là gì? Sorry, all I have is $210 đúng không nào? $10. Tất cả những cái gì, tất cả số tiền tớ có chỉ là $210 mà thôi. Marie nói là $210 thì có thể đi ra quầy để rút tiền đúng không nào? There is an ATM right. À, có một cái quầy ATM đằng kia đó. À, anh Bob mới nói rằng là I could go as low as. Chỗ này chúng ta nói là as low as đó là so sánh ngang bằng. Tức là anh Bob anh nói rằng anh chỉ có thể bán chiếc máy này ở giá $230 mà thôi. Đúng nào? I could go as low as $230. Chúng ta học thuộc luôn cụm từ này đi ha. But that's it. Chỉ được như thế mà thôi. That's it. Chỉ được như thế mà thôi. Sorry, but thanks anyway. Xin lỗi cậu, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn cậu vì đã giới thiệu máy ảnh cho tớ đúng nào? Anh Bob đã bỏ đi đúng nào và cũng không biết là mình như thế thì có đúng hay không. Alright, I'll sell it to somebody else. À, tớ sẽ bán nó cho ai đó. Nãy chúng ta đã học cấu trúc, chúng ta đã biết cấu trúc sell somebody something, đúng không nào? À, thì somebody đứng trước thì không còn giới từ to something nữa. Nhưng mà khi chúng ta nói là sell something, something ở đằng trước thì sẽ là sell something to somebody, bán cái gì đó cho ai, ok? I'll sell it to somebody else. Somebody else là một ai đó khác. What are you doing? Cậu đang làm gì thế? Marie nói là cậu đang làm cái gì thế? You almost sweet. Chúng ta có từ almost sweet. Ví dụ là sắp tới nơi rồi. We are almost there. Okay? Almost there. Chúng ta sắp tới nơi rồi. I am almost done. Tớ sắp làm xong rồi. You almost bought that camera yesterday for $300. Vậy hôm qua rõ ràng là đáng lẽ là cậu phải mua cái máy ảnh đó. Nếu mà cậu mua máy ảnh đó thì cậu mua ở trong hiệu là nó đã là $300 rồi. You don't know how to bargain, do you? Anh Paul mới nói với cô Marie là cậu không biết mặc cả. Bargain là mặc cả. Bargain
Mặc cả? Of course, I know how to bargain. Đương nhiên là tôi biết mặc cả rồi. You don't know how to bargain. Cậu mới là người không biết mặc cả ấy. You could buy that camera for $230, but now it's gone. Đáng lẽ là cậu có thể mua cái máy ảnh đó với giá là $230, rõ ràng là rẻ hơn $70, đúng không? Nhưng bây giờ nó biến mất rồi. Anh Bob đã đi rồi. Và sau đó thì Bob đã quay trở lại. Alright, you can have it for, tức là cậu có thể mua nó với cái giá là $225, $225. Paul mới nói rằng là 220, bắt đầu chúng ta thấy mặc cả đúng không nào? 224, 224, 221, 221, 223, ok, 223 là giá cuối cùng mà anh Bob có thể chấp nhận được. Nhưng mà anh Paul chỉ muốn trả ở $222 thôi, 222, and not a dollar more, và không thêm bất cứ một đô nào nữa, tức là không trả thêm bất cứ một đô nào nữa. Bob mới nói I'm not selling this for less than, cấu trúc less than, so sánh kém, tôi sẽ không bán nó thấp hơn, less than, thấp hơn $223. Và cô Mary làm gì ạ? Cô Mary, here is $1, đây là $1. Now you can now you both là cả hai cậu, you both get what you want. À, Bob thì có thể lấy được $223, còn Paul thì có thể có được máy ảnh, đúng nào? Như vậy là you both get what you want. It's a deal. Chúng ta lại gặp the deal, đúng nào? It's a deal. Ok, thỏa thuận thế nhé. Như vậy hợp đồng đã được chấp nhận. Ok, deal là một cái bản hợp đồng, một bản ký kết nào đó. Khi chúng ta muốn đồng ý một cái gì đó, chấp thuận một cái gì đó, chúng ta cũng có thể nói là deal. Ví dụ như là tối nay chúng ta đi chơi đi, thì thay vì nói là ok, chúng ta có thể nói là deal, deal, deal. Ok, chứ không phải là deal trong tiếng Việt nha. Ok, tiếp. I'll get some money from the ATM. Tớ sẽ đi lấy, get, rút một ít tiền, thêm một ít tiền nữa từ cây ATM. Great, tuyệt vời. You said I don't know how to bargain. Cậu nói là tớ không biết mặc cả. Ok, rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rà soát lại phần ngữ âm. Và các bạn sẽ nghe thật là kỹ nha. Hey, here comes Bob. Chú ý âm Z. Yeah, he wants to sell me his digital camera. Hey, how was dinner? How was dinner? Great, great. What do you have there? The best digital camera money can buy. That's the same camera you looked. Why are you selling it? I have two. Cheryl, nhớ là không phải Cheryl nhé. Cheryl gave me another one for my birthday. It's not bad. How much do you want? $250. Wow, that's a great. That's more than I want to pay. But that's less than. I give you $200 for it. No, I need at least $245. Sorry. All I have is $210. There is an ATM right. Okay. I could go as low as $230, but that's it. Sorry, but thanks anyway. All right. I'll sell it to somebody else. What are you doing? You almost bought that camera yesterday for $300. You don't know how to bargain, do you? Bargain? Of course, I know how to bargain. You don't know how to bargain. You could buy that camera for $230, but now it's gone. All right, you can have it for $225. $220, $224, $221, $223, $222, and not a dollar more.
I'm not selling this for less than $223. Here is $1. Now, you both get what you want. It's a deal. I'll get some money from the ATM. Great. You said I don't know how to bargain. Ok, giờ và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Nhớ luyện tập thật kỹ nha các bạn. Nếu như câu trả lời cho 5 câu hỏi của chúng ta mà các bạn vẫn chưa nghe rõ thì các bạn sẽ nghe lại. Và nhớ là hãy xem đi xem lại video và luyện tập bài đọc của chúng ta nha. Ok, that's all for today everyone. So see you next time, bye bye.